Tuần trước, hai đội HKT New và Nhật Nguyệt đã có những phần thi căng thẳng, cạnh tranh nhau từng điểm với lợi thế 50-40 nghiêng về Nhật Nguyệt. Và với sự nỗ lực quyết không nhường đến từ HKT New, thì mời quý vị đón xem tiếp tục hành trình chiến đấu của cả hai đội nhé. Vòng thi thứ 3, luật chơi như sau, chúng ta có tất cả là 5 chủ đề của chương trình, 5 chủ đề rất là quen thuộc, đó chính là các thể loại nhạc. Và mỗi đội sẽ có lần lượt là 2 lượt lựa chọn chủ đề của mình. Một câu trả lời chính xác cộng 15 điểm, sai trừ đi 5 điểm. Và ở lượt trả lời của mình không trả lời được thì đội còn lại có quyền trả lời nếu như biết. Và được một cái đặc biệt đó chính là mình trả lời sau mình được nghe full đoạn nhạc luôn. Nhưng mà nếu đúng chỉ được 5 điểm cộng thôi, sai thì trừ đi 5 điểm. Còn nếu không biết chúng ta bỏ qua. Và điều đặc biệt ở vòng thi thứ 3 này đó chính là sự thách đấu của cả hai đội. Sau khi lựa chọn chủ đề xong, chúng ta hãy đưa ra lời thách đấu. Ví dụ như là chúng ta có thể đoán ca khúc này trong vòng bao nhiêu giây. Và hai đội thách qua thách lại, đến khi nào có một đội bỏ cuộc thì đội kia sẽ là đội có quyền trả lời. Yeah. Và bây giờ xin mời hai đội sẽ cùng đến với 5 chủ đề quen thuộc của thách thức. Chúng ta có nhạc thiếu nhi, nhạc phim, nhạc trữ tình quê hương, nhạc nước ngoài và nhạc nhẹ. Với số điểm hiện tại đang thấp hơn, chỉ có 10 điểm mà thôi. Và xin mời đội HKT New sẽ lựa chọn chủ đề đầu tiên của mình. Chủ đề đầu tiên là nhạc thiếu nhi đi. Nhạc thiếu nhi, xin mời HKT New thách đấu. Giá khởi điểm thường là 30 giây. Rồi, 30 giây luôn. 30 giây. 20. 20. 15. 15. 10. 10. 9. Tao đi, cho bỏ đi. Mời bạn là đấu. Mời đoán. 9 giây với một ca khúc thiếu nhi. Xin mời 9 giây. Không biết luôn. Khoan xí chương trình đây cho melody được không? Thôi đang thảo luận. Bỏ qua luôn đi. Không. Chơi bài lắm. Ba. Chơi bài lắm hả? Không. Cái bài thì đúng rồi, thì là bài bài tên gì? Thì đúng đúng là bài đó rồi, nhưng mà bài đó tên gì? Bài chơi bài lắm hả? Bà ơi bà chú yêu bà lắm. Bài tên gì? Bà ơi bà chú yêu bà lắm. Tên gì? Là nó cái nhạc đó là bà ơi bà. Hết giờ. Bà. Cháu yêu bà. Đó cũng là đáp án không chính xác, trừ 5 điểm. Và đội Nhật Nguyệt, chúng ta có muốn trả lời câu này không? Chúng ta được nghe full nhạc luôn á. Nghe full nhạc hả? Trời ơi. Quyết định trả lời thì mới được nghe full nhạc. Và đúng cộng 5 điểm thôi, sai trừ 5 điểm. Ok, nghe. Xin mời đoạn nhạc đầy đủ. Và đó là các khúc mẹ đi vắng. Mẹ đi vắng. Khúc gì? Khúc gì? Mẹ đi vắng. Sai rồi. Sai. Sai hả? Sao không sai? Mẹ đi vắng á. Hả? Sai không? Mẹ đi vắng sai không? Vắng sai không? Sai thôi, đúng rồi. Cộng 5 điểm. Chúc mừng. Đúng. Người ta là mẹ đi vắng chứ không phải là bà ơi bà nha. Bà ơi bà chứ bà lắm. Xin mời lượt lựa chọn đầu tiên của Nhật Nguyệt. Nhạc nhẹ. Nhạc nhẹ, xin mời thách đấu. 30 giây. 18 giây. 18. 18. 18 giây. 18 giây. 18 giây. 15. 10 giây. Mời. Sau một hồi chần chừ phân vân thì Nhật Nguyệt đã mời HKT News. Chúng ta sẽ cùng nghe 10 giây nhạc nhẹ. Trời ơi, quá dễ. Quá dễ luôn. Yeah. Đoán được chưa anh? Đoán luôn đi. Gót hồng. Và gót hồng là đáp án chính xác. Chúc mừng. Sắc hương sâu nghìn dòng đời, gót hồng nhẹ nhàng xoay theo lời hát, cùng bước em rực cháy lên dạng ngời. Anh thấy trúng gió hay gì vậy? Lâm Trường hát anh hát. Chúc mừng HKT New cộng 15 điểm. Yeah, đó. Lượt lựa chọn thứ hai, xin mời HKT New luôn ạ. Quê hương được không? Chỉ được quê hương đi. Ở bên kia hát. À, đúng rồi. Nhạc phim. Phim. Nhạc phim. Phim. Xin mời thách đấu. Phim. Nhạc phim. 30 giây. 25 giây. 20. Hai mươi. Nhạc phim nha. 20. 18 giây.
14 giây. 10 giây. Đó. Con số quen thuộc. Phim 9 giây. 9 giây. 8 giây. Chơi đi. Tôi thích nhường rồi các bạn. Nhường đi, nhạc phim nước ngoài sao? Tôi lỡ miệng các bạn. Mình không có đồng lòng với đồng đội mình hả? Lỡ miệng. Tôi lỡ miệng. Và chúng ta sẽ cùng đến với lượt trả lời của HKT News. Ủa gì kì vậy? 8 giây. 8 giây. Bên đây nhường quyền trả lời rồi. Chạy luôn. Chạy luôn. Ngoài mà nhạc này vũ đoàn nhảy nè. Đây là một đoạn nhạc rất nổi tiếng cho bộ phim cũng rất nổi tiếng Chiều Phú Khu Ổ Chuột, phim Ấn Độ. Nhạc một bài phim... nhạc Ấn Độ. Nhạc Việt Nam còn biết chứ nhạc này thua rồi. Ba. Cô dâu. Cô dâu 8 tuổi hả? Cô dâu 8 tuổi. Tại sao có một cái logic nhạc của bộ phim Chiều Phú Khu Ổ Chuột lại là tên là Cô Dâu 8 tuổi? Nhạc nước ngoài mà. Hai cái người đó đâu có liên quan gì tới nhau đâu. Trả lời lại được không? Nãy tôi chuyện chơi nói chơi thôi mà. Ok, câu trả lời là Ole Ho. Ole Ho. Nhạc phim nó tên vậy luôn. Nghe giống giống vậy đúng không? Đúng rồi. Ole Ho. Đó là đáp án. Ole sai. Trừ 5 điểm. Phim gì Ole Ho á? Nhóm Nhật Nguyệt có muốn trả lời câu này không mà? Dạ không. Và đó là một cái tên mà nó có xuất hiện trong cái lời bài hát lúc nãy ca sĩ hô lên đó. Không phải là Ole Ho mà là Chai Ho. Trời ơi, mép đúng rồi, thấy không? Chai Ho. Ok, chúng ta đến với lượt cuối cùng của nhóm Nhật Nguyệt. Nhạc trữ tình, nhạc trữ tình quê hương. Nhạc trữ tình quê hương xin mời. 30 giây. 30 giây. 30 giây. 20 giây. 20 giây. 15 giây. 15 giây. 10 giây. Con xui. Nhạc trữ tình quê hương. 9 giây. 7 giây. Chọn liền đoán đi. Đoán đi. 7 giây. Mời HKT News một lần này. Nữa sẽ đoán 7 giây. Nghe nhạc trữ tình quê hương. Thời gian. Bài này bài gì ta? Bài gì ta? Một ca khúc bolero rất là quen thuộc. Thôi đoán đại luôn nha. Đoán lại đi. Và đáp án sẽ là Đường Tình Đôi Ngã. Đường Tình Đôi Ngã. Đó là đáp án không chính xác, trừ đi 5 điểm nữa. Nhật Nguyệt ơi, chơi đi, này không nào? Mình biết là Nhật Nguyệt đoán không đúng thì bị trừ 5 điểm. Thôi vậy đó. Chơi, đoán luôn đi. Chơi. Vậy thì đoán, nghe nhạc full nhé. Xin mời đoạn nhạc đầy đủ. Lòng buồn dạt dào nhớ hôm nào xuôi miền Trung chuyến xe đêm anh gặp em. Môi em đang xuân nhưng mắt buồn ngấn lệ chân. Chuyện đời sau đắng vẫn vương đôi má dịu hiền, áo em màu tím. Trời ơi, ca khúc này quen lắm. Để nói đại đi, cái okay. Bài chuyến xe đêm. Chuyến xe đêm à. Đó là đáp án không? Không chính xác. Cũng trừ 5 điểm luôn. Đó chính là ca khúc Chiến Tàu Hoàng Hôn. Chiến Tàu Hoàng Hôn. Chiến Tàu Hoàng Hôn. Chiều Hoàng Hôn tiếng nhau đi mà là dù hôn. Ở đây là dưới Hoàng Hôn. Đây là ca khúc Hai Chuyến Tàu Đêm. Trời ơi rất là tiếc. Vậy là chúng ta đã kết thúc vòng thi thứ 3. Hiện tại điểm như sau: HKT News 40 điểm và Nhật Nguyệt đang tạm thời dẫn trước 50 điểm. Chúng ta vẫn còn một vòng thi cuối cùng để quyết định đội nào là đội chiến thắng của ngày hôm nay. Vì vậy, xin mời hai đội nghỉ gia lao trong vòng ít phút và chúng ta sẽ quay trở lại với vòng thi đại chiến. Xin chào hai đội chơi đã quay trở lại với đại chiến âm nhạc. Chúng ta đã có mặt tại vòng thứ 4 với tên gọi đại chiến. Cách chơi ở vòng thi thứ 4 này, mỗi đội sẽ có 2 lượt lựa chọn nhưng mà không lựa chọn chủ đề nữa. Mà ở vòng này là lựa chọn gói câu hỏi. Chương trình có tất cả là 3 gói câu hỏi được mở ra ở vòng này. 20 điểm cộng, 30 điểm cộng và 50 điểm cộng. Điểm càng cao thì độ khó càng tăng lên. Một câu trả lời chính xác
chúng ta nhận được 100% số điểm mà chúng ta đã lựa chọn. Nếu trả lời sai bị trừ 50% số điểm đó. Yeah. Nhưng mà có một điểm khác ở cái vòng này, ở lượt mình trả lời không được á thì đội còn lại nếu như mà muốn trả lời và trả lời đúng thì cộng y chang số điểm như vậy và trừ cũng y chang luôn, chứ mình không có cộng ít hơn nha. Vì vậy hãy cố gắng tính toán thật là kỹ nha hai đội ơi. 50 và 40, xin mời HKT News lựa chọn lượt đầu tiên ạ. Chọn gói 30. Gói 30 có nghĩa là hát hai câu tiếp theo. Xin mời hai đội và tất cả quý khán giả sẽ cùng đến với gói câu hỏi 30 điểm. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hòa nhé em. Kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói. Trên đời eo ô eo và chỉ mình em thôi eo ô eo trong trái tim à. Yeah, yeah. Xuất sắc, hát rất hay và đó là đáp án không chính xác. Ủa? Chúc mừng đội HKT News, các bạn bị trừ đi 15 điểm. Ủa gì vậy? Ủa hát đúng luôn rồi mà. Ủa gì vậy? Sao vậy? Đúng là mình nghĩ là đúng thôi. Đúng rồi. Nhật Nguyệt ơi, bây giờ mình có muốn chơi lượt này không ạ? Chơi đi. Chơi. 1, 2, 3, bắt đầu. Này, tình anh ngàn lời muốn nói. Này, rằng anh yêu em. Ê-ô, yêu em nhất ban đầu. Sao? Sai luôn. Phải không? Từ cho suy nghĩ. 3 giây thôi. Quyết định cuối cùng. 3, 2, 1. Anh yêu ơi, hết giờ trên đời và chỉ mình anh thôi. Rồi xin mời chị Thảo hát lại từ đầu nha. Em, này em yêu ơi. Yêu em nhất trên đời. Và chỉ mình em thôi. Trong trái tim anh luôn. Trong trái tim anh. Và xin mời hai đội chơi cùng lắng nghe lại giai điệu và ca từ chính xác. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hòa nhé em. Kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói. Rằng anh yêu em. Yêu ngày phút ban đầu. Tình cờ mình quen nhau. Trong ánh mắt em chờ. Yêu ngày phút ban đầu á. Đúng rồi. Đó mới là đáp án chính xác. Cái B1 hồi nãy mình hát là hát B2. Mình hát lộn đoạn đúng rồi, đúng rồi. Lộn rồi. Và với lượt trả lời của mình vừa rồi không đưa ra được đáp án chính xác, rất tiếc trừ 15 điểm của Nhật Nguyệt. Thôi không sao hết Nhật Nguyệt ơi. Đến lượt mình lựa chọn gói câu hỏi 20 đi. 20 thôi. Mình đừng ham hố quá. 20 thôi. 20 điểm okay. Đó chính là điền vào chỗ trống từ còn thiếu. Xin mời gói 20 điểm dành cho Nhật Nguyệt. Ôm mê ly với cây đàn. Tình tình tang ngồi hát dạo phim rồi ca vang. Chưa em nhìn phía xa mây vàng. Nhạc tình tang dạo cũng ca với đàn. Đúng không? Không biết. 3, 2, chị, chơi 1. Chị. Xin mời, đưa ra được đáp án không à? Hai từ điền vào chữ trống sẽ là đời sống với cây đàn. Tình tình tan dạo phim rồi ca vang. Chiều em nhìn phía xa mây vàng. Tình tình tan dạo khúc ca với đàn. Tình tình tan dạo khúc ca với đàn. Đó là đáp án không chính xác, trừ 10 điểm. HKT News có muốn trả lời câu này không? Bây giờ người ta cũng muốn chơi liều. Người ta cũng muốn ga lăng, cũng muốn chơi liều. Nhưng mà điểm không có nhiều hết. Thật sự điểm ít quá mà. Đúng rồi. Vậy thì đáp án chính xác sẽ là số 7, Omeli. Omeli đời sống với cây đàn. Tình tình tang dạo phim rồi ca vang. Chiều em nhìn phía xa mây vàng. Dục lòng ta dạo khúc ca với đàn. Hơi tiếc chút xíu nhỉ, tại vì Nhật Nguyệt đúng biết, được biết phần trên thôi, phần dưới lời không chính xác. Lượt lựa chọn thứ hai của HKT News. Chúng ta đã có 30 rồi, bây giờ chỉ còn 20 và 50 thôi à. 20 và 50. Ê, chơi lớn luôn không? Chơi 50 luôn không?
chơi đi. Ngã mơ đâu rồi. Ăn cả ngã về không? Đúng không? Còn gì để mất nữa? Còn gì để mất nữa? Chơi luôn. 50. Gói 50 điểm dành cho HKT New. Chơi. Chơi. Hãy tìm những chỗ sai lời và sửa lại cho đúng. Rồi, ngu luôn. Biết hả? Biết hả? Biết hả? Biết luôn. Biết hả? Đây là ca khúc Đường Một Chiều. Lòng em đau nhói trong góc tối khi nhìn cô ta. Với anh cho nụ hôn đầu. Đây, không biết em hát bậy là thua luôn á. Thấy em vì em đã bình tĩnh rồi. Chấp, nên có như, nếu 3, em đang chấp nhận 2, 1 hết giờ. Hết giờ. Không có đáp án. Và gói 50 điểm bị trừ 50% số điểm là trừ 25 điểm. Là âm luôn là hả? Hết không có điểm luôn điểm. Đó. Ngã về không luôn rồi anh ơi. Nhật Nguyệt có muốn trả lời câu này không ạ? Trả lời. Trả lời đúng cộng 50 nha. Sai thế. Sai trừ nhiêu? Sai trừ 25 luôn. 25 luôn hả? Chơi, chị tin em. Chơi. Lòng em đau nhói trong góc tối khi nhìn anh với cô ta trao nụ hôn đầu. Em ưa gì anh thấy em khó vì em cố chấp nên cố gắng theo tình yêu anh. Nên hôm nay em đành chấp nhận rời xa. Rời xa chị nè em. Và hai vị trí cần sửa đó chính là từ đầu tiên là cô ta với anh đổi thành anh với cô ta. Ừ. Xa rời đổi thành rời xa. Đó có phải là đáp án chính xác hay không? Xin mời bản chính ạ. Em đau nhói trong góc tối khi nhìn anh với cô ta trao nụ hôn đầu. Em mơ gì anh thấy em không vì em cố chấp. Và chúc mừng Nhật Nguyệt đã nhận thêm cho đội mình 50 điểm. Tuyệt vời, chơi. Yeah. Chúng ta đến với lượt lựa chọn cuối cùng của Nhật Nguyệt luôn. Bây giờ mình chọn 30 hay 50 ạ? 50. 50 đây. Ok. Gói câu hỏi 50 dành cho Nhật Nguyệt, xin mời. Em không tin em vẫn đợi người quen. Em không tin em vẫn chờ đợi người quay về với những tiếc nuối cho cuộc tình đôi ta. Em không tin em vẫn cứ nhớ anh hoài dù dặn lòng mình sẽ không nhắc nhớ đến nữa. Vậy là sẽ sửa chỗ nào? Em không tin em vẫn chờ đợi người quay về với những nuối tiếc cho cuộc tình đôi ta. Với những tiếc nuối cho cuộc tình. Nó cũng vậy. Với những nuối tiếc cho cuộc tình đôi ta. Em không tin em vẫn cứ nhớ anh hoài dù dặn lòng mình sẽ không nhắc nhớ đến nữa. Và đó là đáp án mà Nhật Nguyệt có thể chốt, phải không ạ? Hết giờ rồi, không còn đáp án nào khác. Tiếc nuối. Tiếc nuối. Và? Và mà, mãi. Mãi thành? Sẽ. Sẽ không nhắc nhớ đến nữa. Tiếc nuối thành nuối tiếc. Tiếc nuối thành nuối tiếc. Đó là đáp án không chính xác, trừ 25 điểm. Trời ơi, 25 điểm. HKT New ơi, có muốn trả lời câu này không? Bài này của phụ nữ. Mà này có phụ nữ chứ, trời ơi, chơi mà, vui mà. Vui mà. Chơi luôn nha. Chơi luôn đi, vô. Còn cái gì nữa đâu, không chơi. Rồi, chơi luôn. Chơi đi, cho vui chơi luôn. Nếu mà mình sai, mình trở thành đội giữ kỷ lục là âm 25 điểm thôi, không sao. Em không tin em vẫn chờ đợi. Em không tin anh nữa, em không tin em vẫn chờ đợi. Với những tiếc nuối. Để người quay về, với những tiếc nuối cho cuộc tình của đình đôi ta. 3, 2, 1, hết giờ. Có đáp án không ạ? Ai sẽ đại diện hát ạ? Rồi, Ti Ti. Xin mời Ti Ti. Vô. Mạnh dạn lên nào. Lên đây hát luôn. Lên đây hát luôn. Cố lên Ti ơi. Em không tin em vẫn chờ đợi người quay về với những tiếc nuối cho cuộc tình của đôi ta. Em không tin em vẫn cứ nhớ anh hoài. Không phải. Cái câu đó đúng rồi đó. Đổi em, anh. Em không tin em vẫn cứ hết mãi giờ. Nhớ anh hoài. Cứ mãi nhớ anh hoài. Tiếp. Dù rằng lòng mình. Sai luôn. Vẫn... Sai luôn. Sai luôn. Nhìn là và biết rất quốc đó rồi. Là đáp án. Sai luôn. Giúp cho HKT News âm 25 điểm, ngồi ngược dòng và đứng đầu bảng tổng sách của những đối thủ có điểm âm cao nhất. Chúc mừng 25 điểm trừ. Yes. Làm kỷ lục rồi. Yes. Chúng ta sẽ cùng đến với đáp án chính xác nha. Định mệnh an bài số điểm hiện tại đội HKT New
điểm mắt tâm thưa quý vị. Không thấy một số điểm nào hiện lên ngoài những nốt nhạc rất là vui nhộn và vui mát. Và số điểm của Nhật Nguyệt sau 4 vòng thi, 50 điểm, chúc mừng. Và chúng ta đã có kết quả. Quán quân của ngày hôm nay, người chiến thắng đó chính là ba cô gái của Nhật Nguyệt. Em cảm ơn chương trình rất nhiều. Dạ. Vui phải không ạ? Dạ em vui. Thắng thua gì cũng có quà hết, không có gì hết phải xấu hổ. Không, nhưng mà ngày hôm nay, kính thưa quý vị, hãy nhớ những gương mặt này. Ba gương mặt của HKT New thưa quý vị là những gương mặt đội sổ, đang giữ kỷ lục là đội có điểm âm cao nhất và ấn tượng nhất. Yes. Và điều đó đã mang đến cho các bạn giải nhì của ngày hôm nay 9 triệu đồng. Yes. Em cảm ơn anh Bảo. Dạ. Vẫn có tiền. Còn ba gái xinh đẹp của Nhật Nguyệt giữ vững phong độ và ngày hôm nay có chút xíu may mắn nữa, kết hợp với nhau cũng rất là ăn ý. Chúc mừng các bạn 12 triệu đồng. Và kính thưa quý vị và các bạn, 4 vòng thi của Đại Chiến Âm Nhạc ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho những nghệ sĩ là những người chơi của chúng tôi. Chương trình Đại Chiến Âm Nhạc được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Còn bây giờ thì Quốc Bảo, HKT New, Nhật Nguyệt xin chào và hẹn gặp lại. Kính chào quý vị khán giả thân thương đang xem chương trình Đại Chiến Âm Nhạc. Đội bên tôi với một cái tên rất dễ thương. Dạ. Được mang tên đội đội xém đẹp. Một đôi tay cho đội xém đẹp. Vậy là nó chưa đẹp. Người ta khiêm tốn đúng không anh? Khiêm tốn thôi. Xém thôi. Nếu ở đây cũng ốm đi 15kg là sẽ đẹp xuất sắc. Ở đây trẻ đi 20 tuổi. Đẹp đúng không? Bên đây là đội xém đẹp. Còn đội bên đây xin mời các anh chị sẽ giới thiệu về đội của mình ạ. Dạ. Em xin giới thiệu. Anh ơi, em... anh ơi mình anh... không có vô bi anh. Mình không có đi họp tổ dân phố giống bên kia đâu. Nha. Mình trẻ trung hơn, không mình phải, nói tươi lên. Quá. Tươi lên anh. Mình phải hãm lại. Không, dạ, dạ. Không hãm lại chút thôi, đừng hãm quá. Dạ, Quốc Đại xin tự giới thiệu là mình là Quốc Đại. Dạ. Đội mà. Giới thiệu gì mà. Người ta hỏi cái tên đội. Anh ơi, hỏi tên đội, còn hỏi tên thì em giới thiệu là ai cũng biết hết à. Dễ sợ. Như cái mặt quá quen thuộc rồi. Giờ giới thiệu lại cái tinh thần với cái tên đội của mình. Dạ, đội chúng em. Mình là quá lố. Đội quá lố.